À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Có người mập giống như anh đang trường đó chị. Bên đây đang nằm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Xin chào Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả khán giả. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Ngô Bá Tòng, năm nay em 30 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em bên kinh doanh. Chào bạn ạ, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đại Yến Thi, năm nay em 23 tuổi ạ. Thi đang làm việc gì ạ? Dạ, trước đây thì em làm nhân viên lễ tân cho công ty du lịch, nhưng mà hiện tại thì em mới xin nghỉ việc ạ. Và em đang tìm kiếm công việc mới chị. À, quê quán em ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai chị. Em ơi, em 23 tuổi, bên đây 30 tuổi, em thấy thế nào em? Dạ, em thấy cũng hơi lớn chút xíu thôi anh. Hơi lớn chút xíu hả? Lớn gì không đâu. Không nói tuổi lớn thì thôi chứ mặt trẻ trung lắm em. Khoảng chừng 21 lên 2 gì rồi. Dạ, vậy được không? Nhưng mà vấn đề là em bây giờ có dự định có kết hôn, ý định kết hôn chưa? Dạ, hiện tại thì em muốn tìm hiểu một người bạn trai trước chị. Còn kết hôn thì để từ từ xem xét sau chị. Khoảng bao lâu em thấy là phù hợp nhất? Em nghĩ chắc tầm khoảng 2 đến 3 năm chị. Tại em vẫn còn trẻ quá chị. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào hết chị. Ồ. À, nghe đến đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bên đây cười chúm chím rồi đó. Sao tao? Bên đây chưa có mối tình nào hết thì còn bạn thì sao? Em cũng mối tình chính thì cũng 2-3 mối tình thôi. Còn hồi? Dạ, cũng 1-2-3 mối gì đó. Tổng cộng một. Khoảng cực cả châu ta. Chưa tới đó. À, vậy là kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Dạ, đúng rồi, bởi vì tụi em bây giờ cũng là 30 rồi. 30 còn... rồi, trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đến với nhau được? Em thì nói chung công việc của em cũng hồi đó cũng đi nhiều ấy. Đó, nói chung cái sự quan tâm bạn gái em cũng không có nhiều nữa. Thì con gái mà, ai cũng muốn có sự quan tâm nhiều đúng nữa. Đúng rồi, em muốn quan tâm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em có đi nhiều không? Cũng bây giờ cũng ít rồi anh. Cái hướng của em là xác định là tìm một người nào đó để mình lập gia đình nha. Mà bạn đã muốn lập gia đình giờ bây giờ liền chưa bạn Tổng? Thì em nghĩ khoảng tầm 1 năm đó chị ơi. À, khoảng tầm 1 năm ha. Bên kia 2-3 năm nữa mới lập gia đình. Bạn có chờ nổi không? Cái đó để em cũng xem sao chị. À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ, nhìn hiền, có gương mặt giống như anh đang trường vậy đó chị. Đang trường hả? Dạ. Bên đây đang nằm. Đang ngồi, bên đây đang ngồi. Bạn không thích những điểm nào ở người đàn ông? Dạ, đầu tiên là da trưởng chị, lăng nhăng chị. Anh và bạn Tòng có da trưởng không? Có lăng nhăng dạ, không? Dạ, cũng có chút da trưởng chị ơi. Có lăng nhăng không? Dạ, không nhiều. Không nhiều, tức là con cái đất ơi. Không, bởi vì như mình quen một người, sau đó mình chia tay, mình quen người khác á. Ừ. Thì, dạ, anh chào chị ạ. À, chào bạn. Lăng nhăng làm sao? Dạ cũng như mình khi mình chia tay một mối tình đó chị, nói chung con trai mà gặp con gái nói chung là dễ thương thì cũng phải nhìn. Cái đó đâu phải gọi là lăng nhăng, cái dạ. Đó thì mình hết mối tình này thì có mình mối tình khác thì bình thường. Dạ. Khi nào mình đang quen cô này rồi mà những còn đĩa vòng vòng để mình để dành đó, khi nào mình chia tay cô này cái mình có liền sẵn cái đó mới không ổn. Dạ không có chị. Có vậy không? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc. Vậy còn gia trưởng là gia trưởng sao? À, gia trưởng nghĩa là tính em thích sự độc lập á chị. Chung những việc anh em làm thì em có hỏi qua nhưng mà cái quyết định vẫn là của em là chính. Rồi thí dụ việc người ta làm, người ta có cần phải báo cho em biết không? À, nếu là người yêu á thì chưa, nhưng mà nếu là vợ thì phải có chị. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị ok hết rồi chị. Ok là cái gì? Như nhà cửa, công việc, nói chung thu nhập hay như thế nào là cái tinh thần em nó được hết rồi. Với lại còn từ họ hàng ông bà nhà em á, chúng cha mẹ cũng quyết vấn đề đó rồi. À, nhưng mà lấy nhau về là mình ở chung với ba mẹ hay là mình... Không, ở riêng chị. Vậy ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em hiện tại ở Đồng Nai chị. À, mình ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vậy là họp với bạn bên kia ở Đồng Nai. Hỏi cái nữa là cái chuẩn người bạn gái của người vợ em tìm là người như thế nào? Cái người thứ nhất á là có người trung tình một chút. Một chút thôi hả? Phải trung tình. À, đúng rồi. Còn cái thứ hai á là trung hiền hiền chút chị, nhưng mà đừng hiền quá. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói chung là xã giao mạnh quá về vấn đề như quan hệ chung đám đông á, đừng mạnh quá. Xã giao. Xã giao mạnh nó cái lạ lắm nha. Xã giao mạnh mạnh là sao, em không đồng ý là sao? Có nghĩa là như vậy nè anh, có nghĩa là chẳng như công ty á, công việc á thì nó đâu cũng đi công ty nên nhiều khi ăn uống cũng được, nhưng mà đi mà như tăng 1, tăng 2, tăng 3 là không biết gia đình. Nghĩa là xã giao yếu yếu thôi, cỡ tăng 1 về được rồi. Dạ đúng rồi. Xã giao mạnh mạnh là đi tăng 2, tăng 3, ừ, tăng 4 nhìn Quyền Linh gì đó, gọi là xã giao mạnh mạnh. Có nhà không có tăng nào nha. Anh đi suốt sáng luôn không có tăng nào. Rồi rồi được rồi, xã giao yếu yếu. À, em ơi anh giao. Nghĩ thế này nè. À, phụ nữ mà em mình cũng vậy, đàn ông vậy, đôi khi mình đi chơi với bạn bè vui á thì mình cũng phải đi theo bạn bè luôn chứ không lẽ như này đừng làm bậy thôi. Đi chơi thì vui chứ đâu có gì đâu mà đừng nghĩ tăng 3 là xấu. Em hiện đại nhưng mà có chút phần gì đó phong kiến. Hơi phong kiến. Dạ đúng rồi. Bởi vì nếu mình có gia đình mà có con cái thì nhất tăng 1 thì được. Nghe những chia sẻ của bạn Tòng thì bạn có cảm giác như thế nào? Dạ em cảm nhận là anh đó cũng hơi khó chịu đó chị.
Tuy nhiên ngược lại thì chị thấy sau khi tiếp cận thì chị thấy anh cũng là một người rất là thẳng thắn, rất là thật. Dạ. À, tướng tá mặt mày rất ok. Em cái hình mẫu lý tưởng của em đầy đủ gái thế nào? Nói chung là mình thứ nhất là dễ thương một chút anh. Dạ. Cao ráo sao chịu? À, cao thì 1m7 trở lên đến 1m65 trở lại thôi. Có hình mẫu nào không? Bên kia đang trường đó. Em thích cái chị Nhật Kim Anh á. À. Bởi vì em thấy cái đó là một mẫu người của gia đình. Xem nha. Đây có giống gì Nhật Kim Anh không ha? Hello. Chào em. À, anh bên đây đẹp trai, nói chung là hơi gia trưởng chút xíu, không có nhiều. Cái vấn đề là họ chững chạc. Đấy, quan trọng. Còn nếu như mình mà quen người không chững chạc á, người ta cái gì ta cũng giấu rồi chừng lòi ra lớn là mệt. Ha, dễ thương. Bên đây không có giống Nhật Kim Anh mà hơi giống Lan Anh. À, hôm nay em đi có người nhà đi thăm nào không? Có chị, dạ có gia đình bác của em. Dạ, chào anh chị ạ. À. Dạ, anh chị nhận xét thấy anh Tùng bên kia như thế nào ạ? Nếu mà nói về tuổi tác, hình thức thì bác thấy là ok. Nhưng mà còn một cái nữa thì Tùng có cho phép bác được nói sự thật không ạ? Dạ không, bác cứ thoải mái. Dạ. Tùng có gia trưởng cũng giống bác đó. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là cháu chưa dứt khoát. Anh nếu mà là ông gia trưởng quá thì có thiệt thòi cho người phụ nữ không anh? Không, đối với bà xã với trong gia đình tôi thì lại rất là thoải mái. Khi mình làm một cái gì ấy, thì là cái ý gia trưởng của mình đưa ra. Nhưng mà phải chờ gia đình xem là những cái nào nghiêng về mình và những cái nào không nghiêng về mình. À đúng rồi. Anh cho em nói chuyện với chị xíu anh. Dạ, dạ chào chị. Dạ chị với anh lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 27 năm rồi chị. Dạ, dạ chị cho em ý kiến về cái gia trưởng của anh. Chị có cảm thấy thoải mái như anh nói không ạ? À? Dạ có. Dễ lắm, không có gì khó hết. Anh nói gia trưởng nhưng mà anh nói có ý nè Tường. Gia trưởng giữa Tòng và anh khác nhau. Anh gia trưởng anh đưa ra bàn bạc mọi người cùng quyết. À, tức là cá nhân đưa ra tập thể quyết. Rồi bên Tòng á, là cá nhân đưa ra và cá nhân cũng quyết luôn. Hai cái khác nhau đúng không anh? À, cảm ơn anh. À, hôm nay Tòng đi với ai? Thì em đi với bạn thân của em. Nãy giờ mình chia sẻ thì bạn thân thấy có hợp nhau hay không? Em cũng chơi với Tòng cũng được 7 năm rồi. Thì em biết là tính Tòng rất là dễ dãi. Nói thẳng ra là Tòng rất là chiều bạn gái đấy. Nên em nghĩ là rất là ok. Yeah. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Tôi nghe một câu rất là hay, tức là Tòng rất là dễ dãi. Dễ dãi là sao vậy Tòng? Không, cái này là tính em thoáng á chị. Thoáng. Chứ không phải là dễ dãi. Trời, bây giờ mình phân tích hai bên để hiểu hơn. Ha, bây giờ mình cảm nhận được về nhau rồi. Chúng ta gặp nhau để chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn nữa. Nào, mời các bạn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà hối lộ bạn. Dạ, cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước ha. Dạ. Vừa nãy anh có nghe nói là mình khoảng 2-3 năm sau nữa mình mới lập gia đình á. Dạ đúng rồi ạ. Thì bởi vì anh năm nay cũng 30 rồi. Anh muốn vợ lắm rồi. À, đúng vậy. Đó, bởi vì năm nay 30 thì mình cũng muốn là nói chung có một gia đình nó ổn định tất cả mọi thứ á. Bởi vì hiện tại anh thấy là anh khá ok vấn đề mọi thứ. Dạ. Thì anh kiếm một người vợ, nói chung cũng quen nhau khoảng 1 năm thôi thì sẽ cưới. Thì anh muốn hỏi nâng cấn vấn đề đó. Thì ý em như thế nào á? Dạ ý em thì trước giờ em chưa quen ai thì em suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi quen anh rồi thấy anh hợp ok thì 1 năm cũng không sao. Đấy. Cái này hay nè. Bây giờ chưa có thử sao mà biết được. Ăn thua bạn có sức thuyết phục người ta hay không? Ở chỗ em nhà Đồng Nai là chỗ nào em ha? Dạ em ở huyện Cẩm Mỹ anh, gần Long Thành. À, bên anh nhà Long Thành á. À dạ hồi xưa em cũng ở Long Thành, nó hộ khẩu thật ra thì vẫn ở bên Long Thành. À trời, quen nhau uống bò sữa đó cũng được. Cảm nhận về nhau thế nào? Không, bé này thì em thấy dễ thương đó. Bé nào? Bé đó, bé đứng hay bé ngồi? Dạ ngồi anh. Bé ngồi hả? Đúng rồi. Không, nói chung ngoại hình thì anh không chê được vấn đề gì cả. Nói chung có một số điều anh lấn cấn về nhiều khi cái suy nghĩ của anh với lại cái việc 7 tuổi á, bởi vì em cũng chưa bắp bắp nhiều đó nên anh cũng còn lấn cấn vấn đề đó. Có gì đâu lấn cấn, ta em như trang giấy trắng, anh về anh muốn viết gì đâu đó anh viết thì quá dễ dàng cho anh rồi, anh lời quá rồi anh còn gì nữa. Anh gặp thử bé đứng coi anh nói chuyện đó được không, đúng không? Bé anh đứng quá mệt may mắn à. Gặp anh bé đứng là mệt lắm á. Cái nhìn đầu tiên thì em thấy anh cũng rất là dễ mến, chững chạc, còn từ từ thì phải có thời gian mới trả lời được anh. Thôi bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ha, nhìn thẳng vào mắt nhau đừng nhìn đâu cả, và mỗi người nói một câu gì đó để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này. Thì tính anh thì nói chung thẳng thắn, thì anh muốn là nếu cảm nhận á, nói chung em rất được, nhưng mà anh còn một cái gì đó nâng cấn. Không, nâng cấn hoài này. Dạ. Nhưng mà anh thích em, đó là sự thật. Còn bạn gái thì em thấy anh cũng dễ mến, em hy vọng là chúng ta sẽ tạo một cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Cảm ơn nghe. Rồi hết thời gian. Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ. Nào,
mà các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là một quyết định rất là quan trọng. 3 2 1 1 Hết thời gian. Như vậy là bạn trai không bấm. Bạn vẫn lấn cấn. Em vẫn lấn cấn. Dạ đúng rồi. Em muốn là một người nào đó em cảm thấy là em... Bạn này thì... Em không lấn cấn. Dạ đúng rồi, bạn này thì quá ok rồi đối với em rồi. Nhưng mà nói chung còn một số cái gì đó em cảm thấy nó còn ấy. Còn lấn cấn. Nói chung vậy đi ha. À, không sao cả. Duyên nó chưa đến với nhau. Và anh nghĩ rằng là chúng ta chưa gặp một nửa yêu thương của mình. Vậy thì chúng ta hãy là những người bạn thân với nhau. Biết đâu những người bạn thân đó thời gian hết lấn cấn. Thời gian nó hết lấn cấn. Rồi mình sẽ đến với nhau thì sao? À, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm cái này kia. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Tại em làm dành dụm cũng hơi bộn bộn, mình không có nhiều gì đâu, cũng dụng nhà mình có khoảng mười mấy cây, ví dụ 11 cây khoảng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ, em tặng cho anh cái thang thuốc bổ. Trời ơi, mới gì đây, mới vô tặng rồi. Dạ. Thuốc bổ hả? Dạ, bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ, bổ thận trắng dương. Bổ thận tăng hả? Cường sức bổ thận tráng dương. Mới lên làm vô thận tôi yếu lắm mà. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời nhà gái. Để đây nè. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức, chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị, với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Em làm ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à. Làm ba tỉnh Phúc Bắc á. Em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. Giỏi quá nhờ. Rồi em đi làm công tỉnh Phúc Bắc không à. Làm lâu năm rồi. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa, được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 20 tuổi, 18 năm. Em sống và làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ, em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy môn thể dục. Ồ, trời em ơi, ở Tây Ninh luôn hả? Lành dạ. Luôn. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Gần không? Gần, gần. Anh ở đâu ạ, vậy anh? Mình ở trên xã Thế Bình đó em. À, xã Thế Bình em biết ở đó. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em có tính tự lập cao, em thích gọn gàng, ngăn nắp. Em có thể làm được rất nhiều công việc. Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ, đông như vậy em hơi bị khớp, hơi mất ướt. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vợ? Cái đó mình uống mấy thuốc bổ tâm á. Bổ tim á. À đúng rồi, cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ, cái cà khịa là cái vẫn tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái thuốc gì là mà nó... cho nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai cái làm mối mà tăng động là quá. Mình bị tăng động quá, nói nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm. Đừng cho uống tráng dương nữa. Đã tăng động uống mấy bài thuốc đó trị về tim mạch thần kinh á cho nó điều chỉnh. Tặng đi, tặng thuốc đi. Tặng tráng đây quá. Thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn. Tặng cho okay, thôi, em tặng chị đâu cũng dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Cả dạ thuốc đẹp. Này là thuốc bổ khí huyết phụ nữ cho đẹp phụ nữ. Đó rồi. Phải như vậy. Mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi để cho bạn cảm nhận. Dạ, điểm mạnh của mình thì mình kinh doanh cũng được mà mình yếu, mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ, cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra. Nhà em không có hốt thuốc, nhà em thì bán gia truyền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ta, hồi đó giờ đi làm mướn. Tức em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm cái này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn.
Điểm yếu là hơi nhút nhát với em dở, dở anh văn di tính này em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh văn hả? Dạ anh văn di tính, hồi đó anh văn thì em cũng học biết. Dạ mà giờ sao em không biết vậy? Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê và tệ nạn xã hội gì, em không có rủ, không có bị. Thí dụ người ta mướn em giết con chó thì em không bị. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc gì cái em cũng hào đau lòng. Em thì muốn nghiên cứu những cái thuốc tàn là chế cho thiệt hay em chế nhà thuốc hay lắm, sau này em cải tiến lại thuốc hay lắm. Em có thuốc vừa trị bổ thận nè, bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Cô đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu đau thuốc vậy? Từ bây giờ tôi thấy giới thiệu nói chuyện thuốc không à? Nhức mỏi luôn, như đổ mồ hôi tay chân luôn. Đây chị đang bị đau gai cuộc sống. Đau. Không chị, hai người lo chị phải cần mang đi rồi thôi. Gái tao bên còn đây. Em còn cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Dân luôn đi. À, nên đó là phải giới thiệu cho ông. Mắc cười quá à. Thôi cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe. Ngồi giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ á, bây giờ mình sẽ nói về vấn đề. Nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm mà, 40, 41. Bạn bên đây 38 nè. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, đó, có mối tình nào chưa? Em đã trải qua được hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên ạ. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm. Mà mối tình đó quen lâu không? Dạ em quen được 3 năm ạ. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Em cảm nhận thì chắc bạn đó cũng nhút nhát giống em, cũng chân thật. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Hồi đó giờ em có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học, có cái cô đó cũng đẹp lắm, cổ vô động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á. Cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi, cổ nói bạn lại giỏi không à. Và cuối cùng em mất cái điện thoại, cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin số chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ rủ đâu uống này kia, chưa có gì hết à. Nói chung mình có cảm giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Thí dụ như có cô gái nó tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, anh em dám đi không? Mình phải tìm hiểu người ta là mới đi chứ. Chưa tự nhiên đi. Tìm hiểu là nhanh hay chậm? Nhanh. Tìm hiểu nhanh đó. Vậy được. Đúng cái thôi. Tìm mình hiểu nhanh là được. Dạ rồi. Mình không phải PD đâu anh. Tại người ta nói mình chắc giới tính nữ gì chứ mình không. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải PD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ha. Dạ. Thì em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Thấy thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc phải không? Dạ, liếc. Chỉ là được, có liếc. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích á. Có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp, dễ nhìn, thương yêu gia đình, chung thủy. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Trời ơi, ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi, ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi, không có khá lắm, tối người ta mình nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dùng nhà mình có khoảng 10 mấy cây, ví dụ 11 cây vậy khoảng. Ăn không có nhiều cây. Mà rồi. Nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình. Mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao hết luôn. Miễn sao em bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắc được, thuốc bò, thuốc ớt. Em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Bốc thuốc được miễn phí luôn nha, được không? Cũng được mà thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à. Chuyện đó anh đi Dân lo. Dạ, thuốc nam em không em biết cần lo đâu. Không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Vừa phải cũng được rồi, em không quan trọng quá, em quan trọng là sinh con đẻ cái là được rồi. Để nấu giỏi thừa kế sự nghiệp thôi. À, để thừa kế sự nghiệp. Tài sản được thôi. Chứ nhà em đơn câu quá à, nữa, không có ai kế tài sản hết, là tài sản nhiều nữa. Nhưng khi không ai sẽ kế thừa hết à. Con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ, giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử, xoan, trị. Xoan, trị, rất nhiều người cần luôn. Truyền bí quyết cho anh đi, anh làm miễn phí hết luôn. Với thuốc bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc chứ đừng. Người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được. Em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em. Rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha.
hỏi gia đình cái đi, rồi xong là mình mở rào nghe để cho các bạn gặp nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với hai đứa em họ em, với lại sếp phó của em và tất cả các bạn trên cơ quan em ạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em chào anh rể. Đó chịu rồi đó, chịu rồi đó. Dạ. Em thấy anh thì rất là hiền, chân thật. Dạ. Với lại thời gian gặp nhau ở đây thì cũng rất là ngắn, không thể tìm hiểu hay là hết một người được, nên em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ, em tính đi em gái, sáng ba cũng ở nhà nó coi ba, nó không đi được. Rồi, tại nhà em đơn chiếc quá. Để anh lo cho. Đại diện đàn trai, chào đàn gái. Đàn trai tôi là ngon lành luôn, còn duyên 100%. Không phải là con gái. Chưa chắc anh. Mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ chứ mình đâu có thích nam đâu. Yêu phụ nữ lắm. Chứ mà tại vì mình nhát. Em thì em hơi nhát vậy thôi. Em thì em cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó. Nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. Anh có nghề thuốc, cái này tôi cũng muốn học nè để cứu nhân độ thế. Dạ. Có dạy cho anh không? Thuốc thì do tiền, không biết có tiền không. Thì tiền anh trả nè. Dạ, thì cái nữa thì em truyền sao? Thôi vậy là mai mốt có truyền cho em trước đi rồi hỏi tới con, chứ chưa truyền cho em thì sao truyền cho con được. Dạ, truyền cho vợ con, đúng rồi. Dạ. Đó, thì mở rào. Bắt đầu. Tặng quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè. Đứng lên tặng nhận quà. Tặng cho mình hả? À, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em Thoa. Quà mình đâu? Ủa, quà mình đâu ai hả? Ở đây. Trời đất ơi. Nói chuyện quá. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử nè. Rồi, em cảm ơn anh hay à. Lắm nè. Dạ, 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 em cảm ơn sang xong là cải cách cũng hay lắm. Cảm dạ. Cúng luôn, đi trúng mưa, trúng nắng cũng không cảm cúng. Dạ, dạ. Hồi đó coi bắt mặt con có bệnh gì không? Dạ, chứ không có đâu. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Dạ. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Nói ý nghĩa của món quà coi sao, cái gì vợ? À, dây nịt. Hả? Dây nịt. Sao em lại tặng dây nịt vậy cưng? Thì ý em nghĩa em khi em tặng sợi dây nịt cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịt đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Mỗi sáng em xuống đây bận gì? Em sáng đi xuống bận gì hả em? Dạ em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bận gì? Em đi bằng đi bằng xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái gian gì được không? Chúc em có cho anh gian không? Nếu như anh không ngại. À, mình gian. Trời ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi thì từng bảy lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em. Tại vì em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà ha không? Ăn dạ. Mấy cái quán lớn lớn, mấy quán đồng đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát. Nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Nhưng thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5, 3 năm, 2, 3 năm gì hết. Cả 2, 3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Em thích. Còn sinh con gái. Thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi. Một trai, một gái thì ai cũng thích như vậy. Nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Con nói được rồi. Cổ nói còn em có được còn, không? Hứa dạ đi. Mình được, em được á anh Linh. Sao không biết được? Mà xin muốn xin nhiều em cũng chịu, ba bốn đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không xin nhiều được rồi, chỉ hai đứa thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy đẻ liền được không? Dạ chịu liền, em khoái có con lắm. À, thích trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được, em thích dài bữa con gái nữa cho nó đi Mỹ. Trời ơi, ngon lạnh luôn, coi đi Mỹ luôn rồi. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À, tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à, Mỹ nhiều lắm. Còn trai cho nó đi đâu?
con trai cho nó học bác sĩ. Rồi bây giờ là tiến tới cô gái. Dạ được, dạ được. Tiến tới, nắm tay cô gái coi, tiến tới. Hát bài nào tặng cô gái. Hát bài tỏ tình coi. Tiến tới, nắm tay. Trời ơi, cô giáo thể dục phọt đẹp quá. Cô nắm tay gái lần nào đó. Bắt tay trước coi. Thì bắt tay, ta nắm tay chứ, bắt nắm hai tay vô. Rồi nhìn nhau đi. Hát bài tặng. Tay ảnh lạnh quá anh ơi. Chưa nắm tay con gái lần nào đó em. Anh lấy mình tỉnh lên hát đi. Mình hát ha. Mình hát ha. Mình xin hát bài Ai cho tôi tình yêu đi. Dạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xong. Xong. Đứng nguyên, nắm tay nguyên. Rồi, lâu lâu mới nắm được lần. Mấy chục năm mới nắm tay đó. 40 năm đó mới nắm tay con gái đó. Đó ừ. Em cảm nhận thế nào em? Cũng thích mà cũng hơi hợp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều hả? Cái tay đó nắm thấy làm sao? Thấy tay em ấm áp. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để nguyên tội. Trời ơi, để nguyên. Chưa? Để nguyên luôn. Để nguyên đó. Đưa dựa đầu vô thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Để im nguyên. Để im nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn này nè, thấy chưa? Trời ơi, không biết coi. Vô, vô, vô rồi. Em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 có. Trời ơi, coi. Mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu con cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi. Rất là đẹp đôi nha quý vị. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cặp đôi thứ hai thì họ sẽ như thế nào. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua wow, quận mấy? Dạ, ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ, em làm mở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ, em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. Hoa Sen. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ, em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. Nghe tôi nghĩ đau đài phát thanh thì khác. Em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em. Dạ, thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là được hơn 3 năm. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá. Cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi, sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng đâu biên tập của chương trình. Giọng nó dễ thương quá anh. Dễ thương? Dạ. Em ơi, ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á, thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ.
Cảm ơn anh. Rồi bạn trai. Dạ em thì cũng trải qua ba mối tình rồi. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được một năm thì em nói chia tay. Tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ. Mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái tóc dài một chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình, biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn với em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 năm có. Trời ơi, bắt đầu 50 đó là không lăng nhăng, gia trưởng, vô tâm, ki bo và ích kỷ. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ. Dạ, về tiêu chuẩn 5 có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát ạ. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên không, đây một 8 cái thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm chứ còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ chào chị. Dạ. Bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy? Ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu có một cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là đừng nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Để anh Quang coi giáo án bình đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Yeah. Anh nghĩ rằng rất là thật thà, kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ. Không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Dạ. Rồi em cũng dễ thương, nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cho giáo án nha. Có từ từ chút soạn cho. Rồi. Rồi bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có 4 anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. 4 anh chị em ruột nữa, anh rể nữa là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung nay khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quyền Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình. Và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình. Và anh bảo là lười cái công việc nhà, cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo. Và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc, và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn? Và đó là một cái duyên. Cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái. Và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh trẻ rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ hôm nay thì đi
có hai chị gái. Chào chị. Chào chị. Dạ. À, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái ở đây là cũng cùng ngành với mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa lên rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Để anh có món quà à, cái này thì anh hy vọng à, nếu mà chúng ta tiến đến với nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, mặn nồng như những viên sô-cô-la này. Em cảm ơn anh ạ. Bữa này gì đây, không phải quà cho ảnh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc, giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người, mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau, thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta. Ở đây cuối còn chữ nào? Em thấy trong cái 40 chữ đó thì anh có đáp ứng được cái như, những cái vấn đề gì của đó của em thôi không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ. Quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau. Và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em á, thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần ạ. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Dạ. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn. Kỳ lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ thưa Đức Bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ. Dạ. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái dạ. Này cái dạ. Này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Hả? À. Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á. Tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người như thế nào. Có nghĩa là anh cổ ưng. Cái này là rất trân trọng. Khi mà anh nhận cái thơ đó anh rất muốn là... lấy cái này không? Không. Dạ thôi, không phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ. Bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ,
không may bà bị tai nạn, nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá. Một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút rất là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Giữ lấy bạn. Nắm tay nhau đây hai bạn. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và 2 bờ. Bờ gì? 2 bờ gì? 2 bờ là 2 bấm á. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mối hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời đại cuối cùng. Hay quá. Xin hôn. Xin hôn. Dạ. Không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. Thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Thế tự nhiên. Lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp thành trái tim, cải bông hồng trên trong đèn cầy chị, rồi xong tắt đèn đốt đèn cầy nó lên thành trái tim. Mời nhà trai. Rồi mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, đi đi. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Nhân 37, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì vậy? Là em bơm bê tông cho người ta anh. Bảy, bơm bê tông, 30 tuổi. Rồi, mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà trai. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên dạ. giới. Dạ gần Campuchia. Biên giới. Dạ. Ủa có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Dạ. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ biết nấu canh kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát trước bạn gái đối nhút diện nhát mặt. Trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ liệu 2 mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao? Có giờ sợ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nấu ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh đường yên tâm. Bên đó là bãi biết rồi.
em cái điểm yếu của mình là điểm dạ gì? Điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo, cho nên đôi khi em có những cái quyết đưa quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình, nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á, cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp, dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào. Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn, dễ thương tí, tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi chị. Em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai, chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74 à. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55. Khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được, khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. 7, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, rải bông hồng trên trong đèn cầy á chị. Rải bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên hình thành trái tim. Rồi cuối cùng em. Sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Ừ. Bên kia kêu cưới thì với em lên đây em đi làm gì ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đốt nến vậy dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ anh. Thường ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn không bảo vệ ai đâu em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Con trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu thì làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út. Là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa. Năm hả? Sáu bảy, Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ tám. Trời ơi dâu thứ tám luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Để sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi.
bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Dạ. Dạ anh. Em cũng có hòa thật. Dạ. Cảm ơn. Còn gì vậy Bảy ơi? Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt à. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không cái... biết lắm. Chị cũng không biết thắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? À, dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. À, phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là... Dạ, cũng cười, được cười rồi. Cười lớn lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. À, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Vì miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn á. Bây giờ nè, Bảy bước tới nắm tay Trang nói y chang về mỗi người. Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay, nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong dạ. Rồi mình tìm hiểu nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Dạ. Hỏi dạ. Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà cho nên là cùng quê với em cũng... Nó được tốt ạ. Dạ. Rồi. Trở về ghế được rồi đó. Ráng nha Bảy. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi Bảy, thích dạ. Thì Bảy bấm. Đúng rồi Bảy ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Dạ. Mình thích là mình bấm thôi. Dạ. Rồi Trang sao nè. 1 2 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang mà không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng Bảy quá trời luôn. Chụp liền. Cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa? Có cảm giác gì nắm tay không Bảy? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình á. Còn đây chỉ có một đứa em gái thôi, nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. À, dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái. Dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Một cái người hói, người ta thương con. Người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình. Thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hơn. Ôi, chào em. Chào em chào chị Cát Tường, chào chú Huyền Linh. Chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Chú chào con, có mình chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Rồi, mời bạn trai.
Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có ban các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở dở luôn luôn. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh. Quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mức đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn với chồng cũng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy. Ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trường. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, em mối tình trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ 2 năm thôi. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học. Rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa. Nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong. Rồi, bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hói. Còn gì nữa cho những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu. Chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì nữa? Em không thích bê bối. Nói chung là ở giờ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Các có lẽ là đạt được 90%. 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Hello, sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm này thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi hơi thì được. Hơi hơi cũng hơi hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc. Đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính hay. Bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn là con không thích. Rỡn. Có rỡn không? Dạ chưa thấy. Không, rỡn vui mà. Không thì vui kiểu nhưng mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quýt liền đó đúng không? Em còn quýt mà. Thôi được rồi,
Bên đây chững chạc không có nhây rỡn rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng, có luôn, biết quan tâm tới gia đình, đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ. Anh ơi, em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Vậy anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ, chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ, em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay dạ. Quá đấy. Thường thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen. Nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ, em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ ha? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi. Nếu mà bạn gái thì ok. Tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em rồi đi thì thôi, ở em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay là kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Huyền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thưa cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con cứ hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần. Hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi tính đi với ai tính? Lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào ạ. Chào em. Anh còn món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Rồi chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy thì anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lâm quá thì anh có cảm giác em đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là đi uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. 1 2
3. Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình.